các món chuẩn bị để chiên bánh xèo các bạn. Củ cà rốt, bột và các gia vị khác mình soạn sẵn ra nha các bạn. Và sau đây thì mình sẽ đổ bánh xèo chay. Món bánh xèo chay rất là ngon luôn các bạn. Mình cho dầu vào và sau đó thì cho nấm vào khìa nha các bạn. Bỏ nấm kim châm, củ cải, cà rốt, khuấy đều lên cho nó chín nha các bạn, chín sơ. Và sau đó thì mình sẽ đổ bột vào. Mình làm trực tiếp như vậy thì cái món bánh nó sẽ ngon các bạn và thơm nữa. Bỏ thêm nấm kim châm mà mình bỏ càng nhiều topping thì nó càng ngon các bạn. Sau đó thì mình cho bột vào và tráng đều chảo. Và sau đó thì sẽ đậy nắp lại cho nó chín nha các bạn. Và sau đây thì bánh đã chín vàng rất là ngon. Cái này là màu tự nhiên nha các bạn. Rất là ngon và đẹp mắt luôn. Trước khi mà mình cho dầu vào. Tráng đều chảo và sau đó thì cho nấm và các gia vị khác đảo đều. Còn bột thì mình ướp sẵn, mình cho muối, đường, hạt nêm. Đừng có bỏ đường vào nhé các bạn, bỏ đường vào thì nó sẽ bị cháy, cho nên thì mình sẽ bỏ hạt nêm, muối cho nó có vị mặn mặn của bánh rất là ngon. Còn những cái nấm, củ cải, cà rốt và củ sắn rồi thì mình sẽ cho vào và đảo đều cho nó chín các bạn. Nó vừa chín thì mình cho bột vào, nó sẽ bám dính lại những cái topping này và rất là thơm ngon. Món bánh xèo chay này thì mình sẽ tự làm theo sở thích của mọi người. Nếu như mọi người thích xào trước, sau khi đổ bột vào thì mình có thể bỏ vào. Còn ở đây thì mình sẽ bỏ những cái nấm đầu nó tươi sống hết nha các bạn. Mình bỏ vào tươi sống như thế này thì vị ngọt của nó rất là ngọt và nó sẽ không bị chín nhừ. Món bánh rất là ngon luôn. Rất là thơm các bạn. Các bạn ai mà muốn làm không khách làm như thế này thì mình có thể xào nấm và các loại gia vị topping bỏ vào xào trước và sau đó thì mình thả vào và cho bột vào và chiên thôi. Còn ở đây thì mình xào làm cái bánh nào thì mình xào cái đó. Như vậy thì những cái
cái topping này nó chín, nó vừa chín tới, rất là ngon và ngọt các bạn. Mình cứ làm tương tự như thế này cho đến lúc mà hết bánh. Làm những cái bánh này rất là cực các bạn, nhưng mà bù một cái là sau khi mình làm xong thì mình có thể hưởng thức rất là ngon những cái bánh vàng ươm, nhìn rất là đẹp mắt. Nó ngoài trời cũng chuyện thì cả hồi đó nó mệt rồi không biết ăn đúng không. Với cái màu đỏ của cái cà rốt và vị giòn của nấm kim châm cộng với nấm dai, sau khi mình đổ bột vào thì nó sẽ bám dính và cái bánh ăn rất là ngon và mềm mịn nữa các bạn. Vẫn giữ được cái độ ngon ngọt và giòn của nấm. Đổ những chiếc bánh này rất là nhanh, trong vòng khoảng 3 phút, 3 phút đến 4 phút là mình có một chiếc bánh rất là ngon và thú vị.
Vậy là còn sống một rồi. Quay được khúc đó mở gần ở vô thank you.
Bóp anh nhớ nhắc em lấy kinh nghiệm nha.